Cửa hàng nông nguy cơ Duy Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3 Bồ Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu, số điện thoại 0337019191, 0974644973. Hôm nay bên em giới thiệu với anh em tất cả một con máy cưa xích Estin MS200 hàng bãi nội địa, đẹp xuất sắc nha. Quay chi tiết cho anh em coi. Các xem em 9 nút 9 9 nút. Rất là đẹp anh em nha. Đó, bóng 7 này. Rất là đẹp nha. Ngoài bên trong này nó không làm vệ sinh sạch sẽ, nó có những vết ố đây, như cái làm nó có vết ố này, ố vàng á, bên nước ngoài xài ố vàng thì không có vệ sinh sạch sẽ. Và nó máy thì đảm bảo mọi người 9 nút luôn, đẹp xuất sắc luôn, ốc ác rồi, trắng bóc luôn, đẹp không, bảy màu. Rồi con này là có thắng xích đầy đủ nhá, xi lanh nó 40 cho mọi người nhá. Đấy, hàng dẹp money, hàng Đức con ha. Đây là nắp, sử dụng nắp nó vặn bằng gai, vặn nhá, nó bật ra. Đó, mọi người mở ra, bật cái này này, vặn vài phát ra đây. MS200 đời này nó có rất là nhiều đời, ví dụ một Estin MS2020 hay là 200. Đấy, rất là nhiều đời dòng, nhưng mà mẫu mẫu thì giống như này, dòng này dòng nòng nằm nhưng mà cưa rất là tốt. Tại vì thật ra nòng nằm hay cái khác thì nó đứng cả, nó sử dụng cổ xăng chứ không phải xài phíp xăng. Ở cái khu trong này là nó có một cái cổ xăng nha mọi người. Đó, cực kỳ là xài chuẩn luôn, bởi vì xài cổ mà. Đây là phía trước của máy tem này. Tay thắng đầy đủ mọi người ha. Không biết là sao nó dán có một cái tem một à. Rồi, em sẽ hướng dẫn mọi người cách khởi động máy nhé. Ở đây là bình chứa nhiên liệu. Mọi người châm nhiên liệu, pha nhớt tốt một chút cho mọi người ha. Nhớt hiện tại thấy là nhớt Tiger này. Đây, nhớt Estin hay nhớt Hu là những cái dòng nhớt, hay là một cái loại nhớt đen của Đức ấy, là những cái dòng nhớt xài rất là ổn định. Các bác nào ở xa mà không có nhớt thì nên mua đầu tư một lon nhớt tốt tốt mà xài ha. Đây, nhớt thì Estin bây giờ nó có rất là nhiều mẫu mã. Lớn nhỏ đầy đủ. Ok, em quay trở lại. Ở đây đang quay mà có nhân viên đi lấy hàng nên phải dừng. Em sẽ hướng dẫn mọi người cách khởi động nhé. Đầu tiên mọi người châm nhiên liệu vào đây này, sau đó mọi người bóp hết ga, mọi người để e xuống tận cùng như thế này, giật một hai cái nó ho tiếng, mọi người hất nhẹ lên một nấc, hất nhẹ nấc, nấc này nó sẽ tự động bóp ga cho mọi người, vèo. Khi mọi người giật nó sẽ chạy vèo luôn ha. Đấy, cũng như thế này, bây giờ mình giật này nó sẽ chạy vèo. Em khởi động rồi, bây giờ chỉ giật thôi. Bóp cái nó về lần thường. Ở đây cái xích này em hơi cho căng này, nên là khi mình chạy nó nóng máy nhá, nó nóng máy nó nặng, nó lì cái nó dừng là luôn. Đấy, và không đổ nhớt nữa thì nó vậy, nó căng, xích căng quá ha. Nên là mọi người chú ý vấn đề nhé, tại vì máy em không có đổ nhớt vô, nổ khởi động cho mọi người nghe tiếng máy là chính. Người đổ nhớt vô nó sẽ rơi đáy hết cái phần ốp này, rơi đáy nên em là mình nó đỡ vậy, đỡ rơi đáy thôi. Rồi, quý khách hàng có nhu cầu sử dụng con máy Estin 200 này liên hệ trực tiếp với Thắng Mega Xích qua hai đầu số 0337019191, 0974644973. Bên em có ship hàng CD toàn quốc, mua hàng đặt cọc ship cả tàu Viettel 200.000 hoặc là chuyển khoản trước 500.000, bên em miễn phí ship cho quý khách hàng nha. Khi nhận hàng, quý khách sẽ được kiểm tra máy, test máy và nổ thử. Ok thì thanh toán mất số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng là xong ha. Máy thì đảm bảo với anh em là tất cả là mọi người là zin nguyên bản. Đấy, làm dẹp money, làm nức luôn ha. Xích còn như mới luôn. Đẹp xuất sắc, thì em có quay cái đấy rồi, quay cũng rất là nhiều. Mọi người coi những góc cạnh ha. Mọi người xem cạnh. Nếu quý hàng thiện chí mua thì liên hệ trực tiếp. Đấy, em luôn điện thoại trực tiếp em báo giá nhá. Cho quý khách hàng cho nó nhanh gọn nhẹ được là chốt luôn. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều.